Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh với cường độ rất mạnh sẽ làm cho Bắc Bộ chuyển rét trên diện rộng từ đêm nay. Còn với Trung Bộ, không khí lạnh tác động sẽ gây ra một đợt mưa lớn kéo dài, cảnh báo nhiều điểm mưa rất to đi kèm với các thiên tai nguy hiểm, quý vị cần hết sức chú ý. Ngay từ trưa chiều nay thì khắp khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây với mức nhiệt ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chỉ ở ngưỡng là 25 đến 28 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh muộn hơn nên nhiệt độ vẫn còn ở mức cao 29 đến 31 độ. Sau đó đến chiều tối và đêm nay khi mà phần khí lạnh mạnh di chuyển xuống thì đồng loạt cả Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi dông mạnh đi kèm với sấm sét, tố lốc, mưa đá và gió giật. Cùng với mưa thì nền nhiệt giảm rất mạnh, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực Bắc Bộ chỉ trong ngưỡng là 16 đến 19 độ. Khu vực vùng núi là từ 13 tới 16 độ, trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ, trời rét hại. Quý vị cần hết sức chủ động ứng phó, tránh để ảnh hưởng tới sức khỏe. Với Trung Bộ, không khí lạnh mạnh tràn về kết hợp với gió nhiễu động từ biển vào thì sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực. Từ chiều tối nay đến ngày mai 13 tháng 11 thì mưa lớn sẽ xảy ra ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Riêng Hà Tĩnh thì có mưa rất to là từ 70 đến 120mm, có nơi trên 170mm. Sau đó từ gần sáng ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 thì vùng mưa lớn dịch chuyển xuống khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Trong khi Bắc Bộ, miền Trung đang chuẩn bị đón mưa rét thì ở miền Nam thời tiết vẫn là nắng mạnh và mưa có xu hướng giảm dần. Hôm nay ở cả hai khu vực đều có nắng đều, mức nhiệt cao nhất trưa nay ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 30 tới 33 độ. Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6 sau tăng dần lên mức cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 sau tăng dần lên mức cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.